Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mạch mà chúng ta có thể sử dụng để làm cái bộ nguồn đa năng. Thì đây là mạch hạ áp loại 5A nè các bạn. Loại này công suất tối đa ra được là 5A, và đặc điểm của loại này nữa đó là nó có cái nút bấm. Anh này có nút bấm thì vừa có chức năng cho mình xem được điện áp đầu vào và đầu ra, tức là chúng ta bấm nó sẽ thay đổi điện áp đầu vào và đầu ra. Thì con này điện áp đầu vô tối đa của nó là 35V nè các bạn, 35V tụ 35V, thì điện áp đầu vô tối đa của con này nó chỉ chịu được 30 thôi các bạn, 30 thôi, và đầu ra nó sẽ giảm xuống. Thì đây trên này nó có ký hiệu V-in nè. Hai chân bên đây là hai chân cấp nguồn đầu vào, hai chân bên đây là hai chân đầu ra, và trên này có một cái biến trở 104 là 100 kg các bạn. Biến trở này dùng để chỉnh thay đổi điện áp đầu ra, và mạch này nó sử dụng con IC để hạ áp, đó là con, chúng ta coi kỹ coi nó là con gì nha. Đây là con LM2596S này các bạn, LM2596S. Thì con này thì cái mạch nó cũng khá là nhỏ gọn thôi các bạn. Cái này dùng để chế cái nguồn đa năng thì rất là thích hợp. Thì con này dùng mình cấp đầu vô của nó là cái sạc laptop đó các bạn, 20V. Đầu ra thì nó sẽ thay đổi từ một vài volt, một hai volt gì đó cho tới hết cái điện áp ra. Thì ở kia ví dụ như cái sạc laptop mình là 19 thì nó ra được khoảng 18, 17V. Con này chiều ngang của mạch là khoảng 6 phân các bạn. Đây là mm nha các bạn, 6 mm. Còn chiều dài của mạch này là 66, tức là 6 phân 6 các bạn. Ngang hồi nãy là 4 phân. Đây, chiều ngang là khoảng 3 phân 6. 3 phân 6, chiều dài là 6 phân 6. Rồi thì mạch nó cũng khá là đơn giản các bạn. Trên này nó sẽ có một cái con, hai con led này các bạn. Một con led để hiển thị cái điện áp đầu vào, một con led hiển thị điện áp đầu ra. Tức là khi cái đèn led này nó hiện nó cái đèn led nhỏ ở dưới này nó cháy bên nào thì cái điện áp đó nó hiển thị trên cái đồng hồ này là điện áp của cái chân đó. Ví dụ như đèn led bên in nó cháy, có nghĩa là hiển thị điện áp đầu vào, còn đèn led bên out này cháy có nghĩa là hiển thị điện áp đầu ra. Thì cái mạch này nó cũng khá là đơn giản và dễ cái ấy thôi các bạn, người ta đấu nối thôi. Thì bên đây người ta cứ đấu hai chân, bên đây là chân vào, chân in cộng in trừ, bên đây là chân out cộng out trừ, và cái biến trở này dùng để thay đổi. Thì cái con nhỏ nhỏ con D882 này, thì con này nó có nhiệm vụ là nó hạ áp cái mạch này để nó nuôi cho cái con vi xử lý các bạn. Vi xử lý nó nằm ở dưới cái đồng hồ này, dưới cái đồng hồ led này nằm đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn và test thử cho các bạn xem ha. Thì bên in trừ chúng ta sẽ mình sẽ gắn vào đây dây âm để rồi mình sẽ cấp nguồn âm vào cho nó. Hôm nay chúng ta sẽ cắt nguồn dương. Rồi, bên đây âm dương đầu ra tương tự vậy, mình cũng bắt sẵn vào đây luôn rồi mình gắn cái đồng hồ vô đo thử. Mạch này mình mua có giá là 65.000 ở trên Shopee các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn đầu vào bên đây, đầu ra bên đây, in out.
Thì cấp nguồn đầu vào thì mình cho cái nguồn maximum của mình trên cái sạc laptop, đó là sáng mình có chỉnh trên cái cục sạc đa năng, cái cùng nguồn đa năng của mình đó, nó là 21,5 V. 21,5 V. Giờ mình sẽ cấp cho đây. Thì đây các bạn. Thì do cái này nó có sai số, nó có sai số. Hiện giờ trong này nó là 21,1 V nè. Còn ở đây là nó trái bên cái đèn in này các bạn. In có nghĩa là điện áp đầu vào. Mình sẽ bấm cái nó sẽ chuyển qua điện áp đầu ra này các bạn. Ví dụ như hiện giờ bên đây là 4,4 V. Đó. Chúng ta sẽ chỉnh cái biến trở này để thay đổi cái điện áp, để mình sẽ chỉnh xem tới cái mức nhỏ nhất và lớn nhất của nó, điện áp có thể chịu được là bao nhiêu nha. Nó tạo ra được cái điện áp là bao nhiêu. Này các bạn. Ví dụ như mình giảm lại hết luôn, hết mức luôn là nó ra được 1,1 V là nhỏ nhất, thấp nhất của nó là 1,1 V. Chúng ta tăng lên nè, 1,2 V, 1,9 V nè, 2 V nè. Đó. Và cái này chỉnh nó đi khá là nhanh các bạn, có nghĩa là nó cái bước bước nhảy của nó khá cao. Ví dụ như 2,1 V nè, mình nhích nhẹ lên 2,2 V, 2,4 V nè. Đó, 3,2 V. 4 mấy mình dặn rất là ít thôi các bạn. Rồi mình cho nó ra hết maximum luôn thì nó ra được 20,7 V các bạn. Hồi nãy mình cấp đầu vô là 21,1 V theo đồng hồ nãy đo, thì đầu ra nó ra được 20,8 V. 20,8 V. Đó. À. Bấm cái nó hiển thị để cái led nó chạy về nè các bạn. Đó. Sàn qua sàn lại nè, 21,1 V đầu vào nè. Đầu ra là 16,4 V nè, ví dụ như mình đang để 16,4 V nè. Đó, vậy thì cái này nó cũng rất là tiện. Cái biến trở này thì mình có thể mở ra và thay bằng cái biến trở, mình nối dây vô các bạn, nối dây vô mình thay bằng cái volume để mình gắn trên cái mạch, thì cái này dùng để làm cái mạch hạ áp cho cái nguồn đa năng nó cũng rất là tiện. Bây giờ mình sẽ đo thử bằng đồng hồ coi nó ra chính xác không, mình cấp tải luôn cho nó luôn. Chút mình sẽ thử cấp tải cho nó. Đây các bạn, thì ở trên này nó báo 3 V nè, thì đồng hồ mình định báo là nó ra 3,1 V. 3,1 V đó, nó hơi chênh lệch một chút xíu. Trên này nó không có cái biến trở để chỉnh nha các bạn, trên này nó không có cái biến trở để cân chỉnh cái hiển thị, tức là cái độ sai số của nó mình không chỉnh được. Nhưng mà mình nghĩ chắc là nó cũng không nhiều, nó chỉ 3 V, 3,1 V thì nó chỉ có 0,1 V thôi thì cũng không ảnh hưởng gì. Ví dụ như này lên 14,2 V, thì này 14,3 V thì này ra 14,4 V. Đó, nó trên là tí xíu cũng không sao. Giờ mình sẽ lấy cái motor mình cấp tải thử cho nó, thử nó chạy nghe được. Nó có bị thay đổi điện áp hay không? Ví dụ như mình cấp nguồn bằng cho chạy motor nhỏ này. Đây, ví dụ như mình đang để ở 14,2 V này, mình thay đổi cái giá trị điện áp nè. Đó. 2 V nè. Đó, lên 4 V mấy nè. Đấy, chỉnh nó cũng ok các bạn. Nhưng mà tiếc là con này nó chỉ hiển thị volt thôi chứ nó không hiển thị dòng nha các bạn. Và mạch cũng khá là nhỏ gọn, chạy cũng không thấy nóng gì hết. Không thấy nóng. Và con này theo như nhà sản xuất ghi thì dòng thải của nó tối đa là 5 A các bạn. Thì có thể chúng ta gắn thêm cái tản nhiệt cho cái con IC này để cho nó đỡ nóng. Nếu như chúng ta tải dòng cao thì motor này thì nó thấp thôi, dòng nó thấp cho nên chắc chắn là nó chạy không đủ nóng con này rồi.
Rồi, với video này thì mình chia sẻ với các bạn thêm một cái mạch hạ áp 5A, có đồng hồ LED hiển thị, có nút bấm để hiển thị điện áp đầu vào đầu ra. Các bạn có thể dùng mạch này để chế cháo các cái nguồn đa năng theo cái sở thích của mình, thì có thêm một cái lựa chọn mới cho các bạn. Thì hy vọng mỗi bạn khi xem xong video thì bấm cho mình cái bấm đăng ký kênh giúp cho mình để kênh mình ngày càng phát triển hơn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.